down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. What's up? Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Boss Gear. Thì ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục đi review sơ qua một em nữa đến từ nhà Idora. Công nhận kêu mẹ ông đẻ còn hơn gà nữa. Những cái sản phẩm mới của Idora thì nó ra liên tục và nó cũng có thay đổi cũng như nâng cấp dần theo thời gian. Và mình thấy nó cũng cải thiện rất là nhiều những cái con phiên bản cũ mà mọi người phàn nàn. Thì hầu như Idora đều có nâng cấp và cũng thay đổi rồi. Hôm nay mình sẽ cùng đến với một cái sản phẩm mới nữa và đây là phiên bản không dây có mã là EK3187W. Đây là một cái phiên bản kiểu dạng gần giống như EK387W ngày xưa nhưng mà nó sẽ có thay đổi một chút. Okay, vẫn có cái kiểu đóng hộp màu đen đơn giản như thế này. Đó, một số thông số cơ bản ở ngoài vỏ hộp. Đấy. Rồi, không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ cùng nhau đi review em này nhé. Ok, let's go. Đầu tiên thì các bạn có thể nhìn thấy là cái hộp này có vẻ như mỏng hơn những phiên bản trước khá là nhiều. Đó, trong này chúng ta sẽ có thẻ bảo hành. À, lần này thì Idora đã có trang bị thêm chúng ta một cái tấm cover chống bụi. Tuy nhiên thì cái tấm cover này có vẻ là hơi phèn hơn so với phiên bản EK387L. Nó không có được cứng bằng cái bản L. Đây là bản phiên bản của chúng ta. Đó, cũng được nằm trong một cái túi xốp. Đây. Layout TKL gọn gàng. Ok, ở trong này chúng ta sẽ có thêm một cái cuốn hướng dẫn bằng tiếng Việt. Tất nhiên các bạn phải lưu ý là nên giữ lại cái cuốn này vì trong này nó sẽ có hướng dẫn các cái nút function, các nút kết hợp để mà đưa ra nhiều chế độ cũng như là cách để chỉnh chiếc bàn phím này cho phù hợp. Và đây là phiên bản không dây cho nên nó sẽ có rất là nhiều chức năng. Các bạn nên giữ lại tấm này nhé. Ok, trong này chúng ta sẽ có thêm một cái dây cáp tai C nữa. Và cái dây cáp này chỉ có bọc dù, chống nhiễu. Hiện tại thì cái đầu dây cáp thì cũng không được có mạ vàng. À, nhưng mà do con này là không dây nên cái điều đó thì cũng không cần thiết lắm. Chúng ta sẽ có thêm một cái key buller và switch buller. Tuy nhiên loại này thì là cái loại rẻ tiền thôi. À, nếu mà các bạn muốn móc hay là cấp tôm gì đó thì các bạn nên mua một loại tốt hơn. Ok, quay trở lại với nhân vật chính. À, hôm nay chúng ta sẽ có một chiếc bàn phím cơ TKL không dây đến từ hãng Idora. Phiên bản này thì mình nhìn thấy có vẻ như là nó nhỏ gọn hơn là phiên bản 387W bình thường ngày trước. Và nó sẽ có trọng lượng nhẹ hơn một xíu. À, có lẽ là nó sẽ phù hợp hơn với những bạn nào mà hay di chuyển. Chúng ta vẫn sẽ có logo Idora ở ngay phía dưới đây. Đó, chúng ta sẽ có thêm ba cái đèn báo, có lẽ là numlock, scrolllock hay caplock ở đây. Layout TKL cơ bản nhất, với cái layout này chúng ta có thể chơi được bất kỳ loại keycap nào. Quay sang mặt sau thì chúng ta sẽ nhìn thấy là sẽ có cái logo Idora ở ngay giữa rất là to. Và có một cái sticker ở đây, đó, cái này càng của hãng. Một cái nút chuyển móc khá là nhỏ như thế này, vậy chúng ta có thể chuyển móc ở phía dưới này nhé. Phải lật đít lên để mà chuyển móc. Chúng ta vẫn sẽ có một cái lẫy nâng hạ độ cao và cũng có trang bị cho chúng ta hai nấc luôn, khá là ngon. À, ở đây chúng ta sẽ thấy là nó sẽ có một cái khay để đựng USB receiver. Mình rất thích cái kiểu như thế này tại vì nó sẽ đỡ bị rơi rớt khi mà chúng ta cầm đi di chuyển. Ở giữa thì chúng ta sẽ có cổng kết nối Type-C. Ở đây chúng ta sẽ có một công tắc, đó là bật và tắt phím. Đó, vậy là khi dùng không dây thì các bạn phải on nó lên nhé. Ok, mình sẽ kiểm tra xem về cái phần keycap của em này nhé. Thì em này đang sử dụng đó là keycap ABS Double Shot. Đó. Keycap này mình thấy thì nó cũng khá là mỏng chứ không phải là thuộc dạng xịn giò dày dặn những con keycap bên ngoài. Tuy nhiên thì đây là keycap stock cho nên chúng ta chỉ có thể được như vậy thôi. Mà các ký tự vẫn được làm lớp nhựa trong
một lớp nhựa đục mờ để xuyên led qua. Và em này đang sở hữu đó là led RGB 16,8 triệu màu, có cả phần mềm chỉnh luôn. Thì nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể cất tô màu hoặc cũng như là cất tôm các cái bàn phím, các cái nút ở trên này. Về switch thì em này đang sử dụng đó là switch của thằng Hono. Với switch của Hono thì các bạn yên tâm là nó sẽ cho cái độ ổn định tốt hơn rất là nhiều so với thằng Otemo. Và các bạn cũng có thể nhổ cái switch này ra thay nóng. Tuy nhiên thì với mình, cái dòng thay nóng của thằng này thì nó khá là thọt. Đây mình cho các bạn xem nhé. Đây nó đúng kiểu combo hủy diệt luôn. Thứ nhất là cái hot swap này không phải là hot swap xịn sò, mà nó kiểu hot swap trừ những cái con mà đời đầu như của Idram sử dụng Otemu á. Và thứ hai là led của nó là led lồi đó. Thì các bạn chỉ có thể thay được những con switch như thằng Otemu hoặc là thằng Hano này thôi đó. Và những con stock như thế này thì các bạn thay vào thì nó sẽ không bị cấn led, đồng thời là cái chân nó cũng được mài nhỏ để mà nhét vào trong cái hot swap như thế này. À, chính vì vậy mà con này nếu như mà các bạn muốn móc thì nó sẽ rất là khó để mà thay được những các dòng switch khác. Tuy nhiên thì các bạn vẫn có thể móc được nhé. Các bạn gỡ ra thì các bạn cũng có thể móc lại start dễ dàng hơn, và cũng như là có thể lúc được các cái dòng switch stock như thế này để mà bấm nó mượt hơn. Và một cái điều đặc biệt nữa đến từ con Idra EK3187W này, đó chính là cái phần vỏ, cái vỏ bọc bên ngoài, cái cây của nó thì có thể gỡ được ra. Và nó sử dụng nam châm các bạn nhé. Đây, đó. Nó sẽ sử dụng nam châm ở các cái góc, góc cây như thế này. Và khi mà mình gỡ ra gắn lại thì nó sẽ hít vào, chứ không cần phải dùng lẫy. Nó rất là tiện cho những cho việc nếu mà các bạn muốn móc, hoặc là các bạn muốn sao dán để can hay là sơn lại, thì nó là cực kỳ dễ dàng. Khi mà chúng ta mở cái cây này ra thì chúng ta sẽ có một cái phiên bản bàn phím Idra để lộ chân đó, khá là hay ho đúng không? À, như thế này thì chúng ta có thể dễ dàng vệ sinh hơn, và cũng như là có thể dễ dàng rút switch ra. À, em này đang được trang bị hệ thống đèn led RGB 16,8 triệu màu. Và bây giờ mình sẽ cho anh em xem thử các cái hiệu ứng đèn led của em này nhé. Ok, thì như các bạn đã thấy, cái đèn led của em này khá là sáng, mặc dù là mình để điện ở trong phòng rất là nhiều, tuy nhiên thì đèn của nó vẫn đủ đáp ứng để chúng ta có thể nhìn rõ các cái hiệu ứng cũng như led xuyên qua từng ký tự như thế này. Và cách chỉnh led thì cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ có FN cộng với nút insert để mà thay đổi các cái chế độ đèn led. FN cộng với nút đeo để mà đổi cái màu của cái chế độ đèn led đó, khá là đơn giản thôi. Để tăng giảm độ sáng thì là FN lên cộng FN xuống đó. Còn để tăng giảm tốc độ thì chúng ta ấn FN qua trái hoặc là qua phải, rất là đơn giản. Và một số cái khác nữa thì chúng ta có thể đọc ở trong cái cuốn hướng dẫn nhé. Và có một cái đặc biệt của em này nữa, đó là khi mà mình chuyển mod thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cả cái đèn led. Đây, nó sẽ có sáng mình đang ở mod nào luôn, khá là hay. Đó, nó không phải hiện đèn ở phía trên nữa, mà nó hiện đèn ở ngay phía dưới này. Và mỗi mod nó cũng sẽ có một cái đèn màu khác nhau nữa. Rồi bây giờ mình sẽ xem một phần khá là quan trọng, đó là sound test. Tức là mình sẽ gõ thử ba phiên bản Red, Blue và Brown của em này. Và mình sẽ nêu lên cái cảm nhận, ý kiến riêng của mình về bàn phím này nhé.
Sau khi các bạn nghe được cái tiếng gõ của em này rồi thì các bạn có thể nhận ra ngay lập tức đó là cái phần stab của những cái con bàn phím này đã được IDRA làm tốt hơn rất nhiều so với những cái phiên bản cũ. Cái tiếng của nó cũng đỡ lọc xọc hơn rất là nhiều, nhất là những cái thanh dài, thanh stab ấy. Cái này nó chỉ còn sạn ở một cái chỗ đó nữa là cái keycap chưa ngon hoặc là cái switch của nó chưa được gọi là xịn thôi. Do nó chưa lúc cho nên nó vẫn còn sạn. Để mình thử cho các bạn nghe lại cái tiếng stab nhé. Đây các bạn có thể nghe rõ hơn về cái stab này. Đấy. Và với cái khả năng cho hot swap của em này nữa thì các bạn cũng có thể mock lại một chút cho nó ngon hơn và lúc lại switch thì có lẽ là đây là một trong những con bàn phím stock ổn nhất hiện tại của IDRA. Ok, như vậy là mình đã đi review sơ qua cho anh em về chiếc bàn phím EK317W mới ra này. Và với cái tầm giá 1 triệu thì chúng ta sẽ có những cái ưu điểm sau đây. Thứ nhất đó là cái khả năng kết nối của em này chúng ta sẽ được hỗ trợ lên tới 3 móc. Và 3 móc này thì chúng ta sẽ vẫn có Type-C rất là thông dụng, 2.4G cực kỳ đỡ lag và Bluetooth dành cho những bạn nào thích mang đi mang lại. Đặc biệt hơn là chúng ta sẽ có hệ thống đèn LED RGB rất là sáng. Đồng thời là chúng ta vẫn sẽ có một cái mặt hot swap, nói chung là hot swap không được ngon lắm, tuy nhiên thì nó vẫn hỗ trợ hot swap để cho anh em có thể móc vọc vặt một chút. Và các cái thanh stab này cũng đã được hỗ trợ cân lại cũng như là móc lại cho anh em đỡ nghe cái tiếng lọc sọc như các phiên bản trước. Và chúng ta sẽ có một cái, đó là cái vỏ này, có thể tháo ra lắp vô cực kỳ dễ dàng. Đó là những cái điểm mà mình thấy cực kỳ nổi bật của em này. Còn nhược điểm thì chúng ta vẫn sẽ thấy đó là cái switch thì vẫn là switch của thằng Hono, không được ngon lắm. Tuy nhiên thì với tầm giá này thì chỉ có thế thôi. Và cái thứ hai mình nghĩ đó là cái hot swap của em này thì nó cực kỳ là kém và nó chỉ dành cho một số cái dòng switch thôi, chứ không phải là thông dụng như những cái con hot swap khác thì nó có thể dùng bất kỳ switch nào. Tuy nhiên thì với tầm giá khoảng 1 triệu thì chúng ta khó có thể đòi hỏi gì nhiều hơn. Và ngoài ra thì do là chính hãng nên là các bạn yên tâm, nó sẽ được bảo hành 2 năm tại Việt Nam luôn. Nếu các bạn có muốn tham khảo về em này thì mình sẽ có để link ở phía dưới phần mô tả nhé. Ok, các bạn có ý kiến gì về chiếc bàn phím này thì hãy nhớ để lại comment nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ like, share và ủng hộ kênh Botgear đấy. Bye bye. À, còn một vấn đề nho nhỏ nữa, đó là nếu mà các bạn sợ cái K500 này nó lỏng mà khi mình nhấc nó lên thì nó sẽ rớt cái bàn phím xuống, thì cái vấn đề này không xảy ra nhé. Những cái nam châm hút của cái cây này nó cực kỳ là mạnh, và khi mình nhấc cái vỏ cây lên thì nó hoàn toàn không bị rớt cái vỏ cây ra, và các bạn yên tâm là nó sẽ bị không rớt cái bàn phím xuống và nó sẽ gây tổn hại đến cái bàn phím nhé. Nó hít mạnh lắm. Okay.